tử vi chủ nhật ngày 24 tháng 9 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi chủ nhật ngày 24 tháng 9 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương mang lại sự tự tin và một chút kiêu ngạo cho bạn. Điều này không có lợi cho lắm khi mà những người xung quanh đánh giá sai về bạn đấy. Hôm nay bạn rất bản lĩnh, trong trường hợp mọi thứ vốn đã ngoài tầm kiểm soát. Ngài chắc chắn sẽ tìm ra hướng để làm mọi cách kiểm soát trở lại mọi thứ. Nếu mối quan hệ hiện tại chỉ mang lại cho Bạch Dương những suy nghĩ tiêu cực, tương lai cũng không có gì tươi sáng thì tốt hơn hết nên kết thúc để cả hai có được lối đi riêng cho mình. Chủ nhật này Bạch Dương sẽ cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Đơn giản vì bạn đảm bảo được cả yếu tố tinh thần lẫn thể chất. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 24 tháng 9 năm 2023 là 55 và 90. 2. Cung Kim Nhiêu Tử Vi 24 tháng 9 năm 2023 dự báo rằng Kim Nhiêu rất biết cách xử lý tốt tình huống bằng khiếu hài hước của mình. Do đó, việc gì cũng hóa thành đơn giản, không có gì là quá khó cả. Bạn có xu hướng tự cho mình đúng, không lắng nghe lời người khác. Dù người khác chứng minh lời của bạn nói là sai, bạn vẫn cố tìm cách bảo vệ quan điểm của mình chuyện đôi lừa diễn ra suôn sẻ nhưng chuyện bạn bè lại có chút rắc rối nếu một người bạn đã tỏ sự coi thường thì bạn nên tránh xa tình bạn thân thiết được xây dựng trên sự đồng cảm thấu hiểu và coi trọng nhau nếu thực sự chưa cần thiết thì trì hoãn việc ô tô cũng không có gì là sai kim Nhiêu có thể thuê ô tô để tránh phải trả các khoản phí hàng hàng tháng hay hoạt động bảo trì liên quan đến chủ sở hữu con số may mắn của Kim Ngưu ngày 24 tháng 9 năm 2023 là 20 và 56 3. Cung song tử song tử đang rơi vào tình huống không mong muốn Chính vào lúc này mới đòi hỏi khả năng xử lý vấn đề của bạn đấy, Hãy tự tin lên nhé? hãy chủ động hơn trong mọi việc nếu không muốn bị người khác đánh giá là bạn ngại chấp nhận rủi ro luôn cần sự giúp đỡ và thiếu tính sáng tạo song tử không nên quá miễn cưỡng đáp ứng mọi sở thích của đối phương mà quên đi bản thân mình bạn cũng có niềm vui riêng và người ấy cũng cần tôn trọng điều này trì hoãn việc mua sắm rất có lợi cho song tử lúc này vì việc này cho bạn thêm thời gian để cân nhắc xem liệu có thực sự cần nó hay không

cung cự giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo tiết lộ cự giải nên dám dấn thân hơn, bạn đang ở trong vòng tròn an toàn của mình quá lâu rồi. Bạn thường xuyên thể hiện thái độ thờ ơ khi cần khẳng định chính mình. Bắt đầu một hành trình khám phá và việc này không dễ dàng gì. Nhất là giai đoạn đầu có ý kiến trái chiều khiến bạn chỉ muốn bỏ cuộc mà thôi. Những đánh giá của đối phương về cự giải có phần sai lệch. Có thể vì hai người không đủ thấu hiểu và trò chuyện với nhau đủ nhiều. Đã đến lúc cả hai dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Cự giải mong muốn có một sức khỏe tốt bạn phải loại bỏ bớt những stress trong cuộc sống bằng cách chia sẻ với người thân. Trạng thái căng thẳng sẽ diễn ra thường xuyên khi bạn cố kìm nén cảm xúc của mình. Con số may mắn của cự giải ngày 24 tháng 9 năm 2023 là 39 và 80. Nam, cùng sư tử theo tử vi ngày mới, sư tử nên hạn chế việc đưa ra các nhận định chủ quan trong ngày này. Vì là ý kiến cá nhân nên bạn hay phán đoán sai. Hãy tìm lại niềm vui và điều ý nghĩa trong việc bạn đang làm, có như thế thì bạn mới cảm thấy hào hứng hơn khi mỗi sáng thức dậy. Sư tử không nên tắm sau 22 giờ đêm đâu nhé, lúc này. Con người sẽ dễ gặp các chứng bệnh như đau đầu, mỏi cổ, vai gáy, thậm chí là thiệt mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Thay vì bỏ tiền để mua những món đồ có có số tiền quá lớn nhưng không đem lại nhiều giá trị cho chất lượng cuộc sống, bạn nên tập trung vào đầu tư cải thiện công việc kinh doanh của mình. Con số may mắn của sư tử ngày 24 tháng 9 năm 2023 là 11 và 32. 6. Cung xử nữ tử vi phương Tây cho thấy xử nữ cảm thấy bất an khi mà bạn nỗ lực rất nhiều nhưng chưa thấy thay đổi nào đáng kể. Việc gì cũng cần thời gian tích lũy. Do đó bạn cứ âm thầm cố gắng tiếp đi nhé. Hôm nay bạn khá bảo thụ. Khi có định kiến sẽ thu thập những bằng chứng ủng hộ ý kiến của mình và phớt lờ mọi bằng chứng chứng minh điều ngược lại xử nữ thử cùng một nửa của mình tận hưởng nghệ thuật cả hai có thể đến những buổi hòa nhạc hay những buổi triển lãm văn hóa để có thời gian tuyệt vời, ý nghĩa bên nhau. Chòm sao này cảm thấy khá hoang mang trong việc tìm ra nguồn thu nhập mới cho mình. Đó là lý do bạn vẫn đang níu lấy giải pháp an toàn nhất. Con số may mắn của xử nữ ngày 24 tháng 9 năm 2023 là 20 và 98. bảy cung thiên bình thiên bình càng mong đợi quá nhiều càng mệt mỏi và chán nản. chỉ bằng lúc này bạn cứ tập trung làm thật tốt những hạng mục nho nhỏ và tận hưởng từng thành công mà nó mang lại. hôm nay bạn có thể trở nên chán nản hoặc muốn bỏ cuộc vì kết quả công việc của bạn không như mong đợi. nhưng đây chỉ là những khó khăn nhất thời. hãy mạnh mẽ lên bạn nhé thiên bình không để những vướng bận trong quá khứ làm phiền bạn nhớ rằng bạn xứng đáng được hạnh phúc tương lai luôn ẩn chứa những điều bất ngờ và đợi bạn khám phá đấy một số tính toán cho kế hoạch tương lai là thực sự cần thiết đối với chòm sao này trong thời điểm hiện tại do đó bạn nhớ tránh việc tiêu pha một cách bốc đồng đi nhé con số may mắn của Thiên Bình ngày 24 tháng 9 năm 2023 là 25 và 68. Tám, cung bọ cặp bọ cặp có khả năng chịu áp lực không được tốt. Tuy nhiên, nếu có việc gì thì cũng bình tĩnh nói, đừng nóng giận một cách thái quá. Bạn là tròm sao có trực giác nhạy bén, Hôm nay lại có một yếu tố bất ngờ mang lại một nguồn động lực vô cùng lớn để bạn có thể đổi mới và phát triển. Thế nên, bạn đừng ngần ngại bỏ thêm thời gian để đạt được những mục tiêu của mình. Bọ Cạp có nhiều tín hiệu tích cực trong chuyện tình cảm của bạn. Dường như chỉ cần một tác nhân tích cực nữa là bạn thoát được cuộc sống độc thân hiện tại. Bọ Cạp không nên gắng sức quá nhé, vì tập luyện quá độ cũng gây hại cho gan và thận. Khi gan làm việc quá sức trong khi năng lượng dự trữ bị tiêu hao dẫn đến hoạt động kém, suy gan. Con số may mắn của bọ cạp ngày 24 tháng 9 năm 2023 là 15 và 90. 9, cung nhân mã nhân mã cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, tránh được việc ra quyết định bồng bột trong ngày hôm nay không những thế lúc này bạn cũng nhận được nhiều lời khen đấy nhé nếu mọi việc không được thuận lợi như bạn muốn hãy suy xét đến việc sử dụng thêm sự trợ giúp từ bên ngoài để giảm bớt gánh nặng trong công việc hiện tại nhân mã sẽ có thêm nhiều thời gian cho bản thân và bạn bè bạn thử bắt tay vào thực hiện các món ăn sở trường sẽ mang đến cho bạn và những người thân yêu khoảng thời gian chất lượng Hạn chế việc đi ăn nhà hàng quá thường xuyên nhé, điều này không chỉ giúp cho bạn có thể tiết kiệm hơn mà còn mang lại cho bạn một lối sống lành mạnh. Con số may mắn của nhân mã ngày 24 tháng 9 năm 2023 là 16 và 32. 10 Cung Ma kết tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo nói rằng Ma kết hành động khó hiểu nhưng chính bạn cũng không biết giải thích thế nào cho phù hợp. Cố gắng mãi mà chưa có kết quả thì nên nghỉ ngơi một chút. Bạn có thể tham khảo thêm ý kiến những người đã thành công để học hỏi thêm nhé. Dù bận rộn đến đâu Ma kết cũng đừng quên nghỉ ngơi, thư giãn. Bạn có thể chọn một bộ môn thể thao yêu thích hoặc vận động nhẹ nhàng tại nhà để giải tỏa căng thẳng, áp lực. Mà kết cần phải cố gắng tiết kiệm ngay cả những khoản tiền nho nhỏ. Đừng để rơi vào khó khăn người ta mới nhận ra giá trị của tiết kiệm. Con số may mắn của Ma Kết ngày 24 tháng 9 năm 2023 là 35 và 89. 11 Cung Bảo Bình Tử Vi 12 chòm sao Tây Phương chỉ ra rằng Bảo Bình cảm thấy trân trọng cuộc sống của mình hơn bao giờ hết. Hôm nay bạn cân nhắc việc xem xét lại các kế hoạch kinh doanh của mình vì một vài chiến lược có thể không phù hợp và đang gây ra những hậu quả mà bạn không thể ngờ. Bảo Bình nên học cách ăn thật chậm và từ tốn, đây là thói quen rất có lợi cho sức khỏe. Nhai chậm giúp cho việc tiêu hóa dễ dàng hơn, giảm tải được gánh nặng cho các bộ phận trong cơ thể. Bảo Bình chăm chỉ làm việc và tiết kiệm tiền bạc suốt thời gian này nên chủ nhật này bạn nhận ra mình có một khoản kha khá để đầu tư. Hãy khôn ngoan trong việc bỏ tiền vào đâu để sinh lợi nhuận nhé. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 24 tháng 9 năm 2023 là 68 và 99. 12. Cùng Song Ngư tử vi ngày mới, Song Ngư biết rằng dù xảy ra chuyện gì cũng đều có cách xử lý, hãy nghĩ tới giải pháp và thử áp dụng nó xem sao nhé. Một trong những dấu hiệu của một sự sẵn sàng rời bỏ là thiếu năng lượng. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản, bạn biết rằng có gì đó không ổn và đó là thời điểm cho một hướng đi mới. Ngày này Song Ngư không quá mong chờ một tình yêu bất chợt vì có thể chưa đúng thời điểm. Do đó, hãy tự biết tìm niềm vui cho mình bạn nhé. Song Ngư cần đặt mục tiêu làm tăng thêm khối tài sản cho gia đình mình. Điều đó quan trọng hơn việc mua những thứ bạn không cần, như vậy mới tránh được các sai lầm về tài chính. Con số may mắn của Song Ngư ngày 24 tháng 9 năm 2023 là 10 và 22.